Mà lớn chị bị người lớn thế kìa chị. Đi học giống hoa lắm, cháu thích đi học lắm. Ừ. Đi thôi, đây giống anh này, anh đang đi kìa, trước con này. Đấy là bên này mà. Bên đây cơ mà, bên này. Giờ bạn sữa ra làm quen với trường à? Con chuẩn bị đi qua cả một cái hầm con ạ. Chuẩn bị nhá, chúng mình đi qua một cái hầm. Ừ. Này, chuẩn bị đến cái hầm nhá, các xem nhá. Đây, đường hầm đây. Ừ. Nhìn chưa? Đấy, đứng nhìn nhá. Đấy, cái hầm dài chưa? Đứng nhìn đi. Ấy, vào hầm rồi, sáng chưa? Thích không? Thế thì bố mẹ đưa lớn lên lớp 5 tuổi rồi tự xe đưa đón không? Cả, hết. Bố đưa từ đầu đến cuối. Bây giờ sau này lớn lên con lại chăm lại bố chứ. Thế ra, ra sáng rồi. Trời sáng rồi đấy. Xanh xanh đỏ đỏ kìa. Xanh xanh đẹp đẹp kìa. Đẹp kìa. Ây da, trời con ơi.
đợi vừa đúng không? Mẹ đứng đây đợi con là em. Không, mẹ lên với con. Ờ đúng rồi, mẹ lên với con đúng không? Xem có nhiều đồ cho anh Lam. Đúng rồi, nhiều đồ